Có thấp quá không? Hay là cắt tí nữa? Đấy còn mấy cái check nhỉ? Check đây này. Không có chuối bóng. Ừ, cho cái cua vào đây luôn đấy. Xin chào các bạn nhé, anh em chúng tôi đang lắp nước cho hệ thống máy giặt. Bây giờ máy đang chạy tự động rồi. Máy đang chạy tự động rồi và bây giờ thì chúng tôi đang tạm thời cấp nước bằng tay cái đã. Thế còn đâu là hệ thống van cấp van xả vẫn đang tự động hoạt động. Tuy nhiên nguồn nước do là chúng tôi chưa cho được nước vào, chúng tôi chưa thi công được cái đường ống nước. Anh ở chơi anh rồi. Cho cái cua ở đấy luôn, chúng tôi đang ở Nghĩa Lộ. Tôi ngại không cho nó cửa to ra thì nó lại. Ôi chào Đoàn ơi, Hoàng Đoàn nhá. Rất vui mừng vì rất hay gặp bạn ở trên diễn đàn này. Và thật tuyệt vời đấy. Thỉnh thoảng xem live stream chia sẻ bài giúp mình cái. Để cho đông đông anh em, chị em. Họ có cái cách làm có thể là mang lại thu nhập cho họ. Rất êm các bạn nhé. Máy gần như không có là có tiếng kêu gì. Gần như chẳng có tiếng kêu gì đâu các bạn này. Trong này đang là ba cái chăn bông trắng thôi. Bởi vì mẻ này thì tôi đang bạn ấy muốn là giặt ba cái chăn bông trắng trước. Và nước thì đang tự động cấp vào nhưng mà tự động lần này tự động bằng tay. Chúng tôi đang khoét lỗ kìa các bạn kìa. Chúng tôi đang khoét lỗ để cho nước cấp vào đây. Thực ra van này đang được mở ra để cấp nước rồi. Tuy nhiên thì nó đang không có nước ở trên cao về. Cho nên là tôi tạm thời dùng nước cấp bằng tay cái đã để xem động cơ chạy như nào rồi là cách thức vận hành của nó ra làm sao. Đấy. Chào Chu Mạnh Sáng nhá, chào các anh em chiến hữu nhá. Tôi còn chưa, ôi chết rồi, hình như tôi để cái ở đây sao ấy, tôi để cái đồng hồ trong gầm này sao ấy, chết rồi. Nước vẫn đang được cấp vào và bây giờ đang xem nào. Lượng nước đang là 15/20. Lượng nước đang là 15/20. Chúng tôi cũng chưa làm tiếp địa cho nó. Đấy, bây giờ động vào khả năng giật rất cao. Anh chị em nào mà có những chiếc máy giặt chạy inverter các bạn đều để ý thấy nhé. Ở chu kỳ tăng tốc ấy và chu kỳ phanh giảm tốc ấy là nó đều phóng điện ra ngoài thân vỏ này. Anh chị em đều bị giật cả. Cho nên việc tiếp địa là cực kỳ quan trọng. Những bạn nào mà đang có ý đồ chế tạo máy giặt hay là đang sử dụng biến tần inverter ấy mà thì các bạn đều phải tiếp địa thật tốt các bạn nhé. Dây đồng cuốn thật nhiều vào, cọc cắm sâu tầm 30-40 cm, cắm thẳng vào đất. Đó, mọi cái chi tiết của inox sắt thép này đều phải tiếp được âm các bạn nhé. Rồi chào anh Thắng Tổ hôm nay anh Thắng Tổ có thể chia sẻ cho mọi người cái không, anh Thắng Tổ siêu công suất ơi. Mùa này chắc mỗi ngày anh 100 chân chứ. Anh Phạm Thắng Tổ này. Ừ. Mỗi ngày bây giờ anh phải tầm 90 chăn. Ngày nào cũng đều như bắt tranh, còn ngày mùa đông mùa hè anh giặt xuyên hè luôn. Anh em cháu giặt là giặt theo phương án là xuyên hè chứ không phải là giặt theo vụ đâu. Và cái tươi này nó vào trong nhóm những anh em mua máy từ Trường Sơn cháu ấy. Là anh em chia sẻ cả. Anh em chia sẻ cách làm, chia sẻ cả là cách giặt chăn giặt đệm. Rồi, xin lỗi các bạn, tôi đang live stream thì làm sao? Thì tôi bị đạt đến ngưỡng giới hạn về dữ liệu di động và máy tự động tắt đi. Máy tự động tắt đi và bây giờ thì tôi lại đang test để các bạn cùng xem. Anh cứu nó giúp bác tắt cái vòi nước đi được không? Nước đủ rồi. Có rồi anh, em mang đi rồi mà. Tao đút thẳng đây thôi. Có đâu rồi nhỉ? Em mua rồi mà. Có lúc còn thấy lắp. Vâng, em mang rồi. Đây. Anh yêu cuốn cẩn thận vào giúp đây. Có băng tan đấy. Băng tan đây còn nhiều mà. Đây anh ơi. Đây này. Chúng tôi
bắt đầu mở một hiệu giặt là bằng những chiếc máy 20 kg. Đấy, bằng những chiếc máy 20 kg của LG. Các bạn ạ, những chiếc máy của LG bền bỉ kinh hoàng các bạn ạ. Họ ra cái đây 8 năm rồi, bây giờ vẫn dùng bình thường. LG bền lắm. Nhưng mà nhà tôi mua một con Samsung mới tinh, dùng được khoảng độ 1 năm thì bo mạch hỏng hết rồi. Tôi mất 2 triệu để sửa nguyên cái bo mạch ấy. Đắt lắm các bạn. Chào điện lạnh Quang Huy nhá. Chào điện lạnh Quang Huy, tôi đang test máy ở trên Nghĩa Lộ. Đấy, các bạn xem nó vỏ như thế này. Này, như này mà tôi nói chia sẻ luôn với các bạn là lát nữa thì nó trắng như bóng điện kìa. Cái chân đen ngòm thì nó trắng như bóng điện kìa các bạn kìa. Đó, giặt một lần á là phải được 7-8 cái chân. Đấy, 7-8 cái chân 4 cân đấy các bạn. Còn cái chân 5 cân, 6 cân á là phải giặt được 5 cái to đại nhất mà nơi các bạn thu được. Đấy, các bạn nghe tiếng máy rất êm, gần như không có động tĩnh gì cả này. Đây, máy vẫn quay, bây giờ tôi để cho máy nó, tí nữa nó quay sang bên này nhá. Chào máy nó, khi máy nó quay sang bên này thì đây, nó quay rất từ từ, các bạn thấy chưa, tăng tốc rất từ từ thôi, đảm bảo êm, mượt. Đó, các bạn có nghe cái tiếng động cơ không? Gần như chẳng nghe tiếng động cơ gì cả. Đó, tốc độ chạy bao nhiêu, vắt bao nhiêu là do chúng ta quy định. Giặt như thế nào, cách thức của một mẻ giặt, lượng nước bao nhiêu, thời gian giặt như thế nào, khi nào cấp nước, khi nào xả nước, thời gian vắt, thời gian dàn đồ, thời gian cách thức để làm cho đồ nó tơi ra cũng do chúng ta quy định. Việc chúng ta quy định thì chỉ quy định một lần duy nhất ở vào trong bộ nhớ. Bộ nhớ thì nó có gồm hai phần các bạn nhé. Bộ nhớ nó có gồm ROM và RAM. RAM là bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, tức là các cái lệnh của CPU ấy, giống như máy tính ấy, thì sau khi mà có tín hiệu lệnh ấy thì nó sẽ xuất ra RAM. Đấy, nó xuất ra RAM. Thế còn bộ nhớ ROM ấy, ROM là bộ nhớ chỉ đọc thôi. ROM viết tắt của chữ read only ấy. Read only ấy là nó chỉ đọc thôi. Đó, bọn tôi mở ra để các bạn xem bọt tung nó. Ôi giời, nó phòi. Tôi đậy lại thôi. Tôi đậy rồi, bọt nó ra hết nhà mất. Đó, đậy lại nhé. Rất nhẹ nhàng, êm ái. À, thậm chí tôi có thể mở cái gối bi ra cho các bạn cùng xem, nhưng mà thôi, bây giờ thì không mở vội. Khi nào tôi giặt thật thì tôi chia sẻ với các bạn. Ngày mai có bạn nào ở Tuyên Quang, xin mời sang Tuyên Quang giao lưu nhá. Tối mai tôi sẽ lắp máy giặt như thế này ở Tuyên Quang. Thời gian lắp tổng thời gian lắp dự kiến của tôi từ 2 tiếng cho đến 3 tiếng. Tùy từng tình huống các bạn nhé. Từ 2 tiếng đến 3 tiếng là sẽ xong thôi. Đấy, bác cả dùng máy cắt bằng pin rất là linh hoạt. Chào Tuấn nhá. Tuấn hôm nay giặt được nhiều chân không Tuấn ơi? Chào anh Tuấn ở Lạng Sơn nhá. Nếu mà anh Tuấn thu được nhiều chân thì gửi về cho anh Trường giặt giúp cho. Anh Trường có khả năng giặt trong 1 giờ 20 phút là được khoảng độ 20 chân đó. Tuấn nhá. Anh Trường ấy là giặt 1 tiếng 20 phút là được 20 chân. Sấy thì cũng khả năng sấy được khoảng độ 1 tiếng rưỡi là được khoảng độ 20 chân. À, hôm nào mình về mình quay trực tiếp để các bạn xem là cách bố trí của mình như nào mà được cái công suất cao như vậy. Bởi vì các bạn, nếu bạn nào đã từng xem các livestream của mình rồi thì đều biết đúng không? Những con máy sấy của mình nó to đến mức độ mà gần như chưa ai làm á. Tôi sấy cả đệm trong cái máy sấy lồng quay ấy. Tôi sấy từ 12 đến 15 chân một mẻ. Tôi sấy bằng củi, cho nên chi phí của tôi cực kỳ giảm. Tôi có cơ hội cạnh tranh với rất nhiều người. Các cái đối thủ tiềm tàng nhìn thấy tôi thì cũng thấy ngán. Cái thằng cha đấy nó vừa làm máy giặt lại vừa giặt nữa. Thế thì giá nào nó chẳng làm được. Đúng không các bạn? Giá nào tôi cũng làm. Các bạn thích hạ xuống tôi hạ tiếp. Các bạn thích cho nó về bằng 10.000 hay 20.000 tôi cũng hạ xuống 10.000 20.000. Nếu mà thích hạ bằng giá. Đấy. Nhưng mà tôi thì cũng hơi bị tiên phong ấy. Tôi rơi 100.000 300 chẳng ngại gì cả. Ai nói gì kệ, đầy đứa nó bảo tôi là bán sức lao động. Nhưng mà nó chẳng hiểu gì về lao động cả. Ê, vừa nãy bọt nó không hồi ra đấy các bạn. Ở trên kia có chết đấy. Ông ơi, ông đừng động vào cái bọt đấy. Chào anh Viên nhá. Mời anh Viên qua mình Nghĩa Lộ đi. Chiều mai em sẽ lắp máy ở Tuyên Quang anh Viên ạ. Chiều tối mai em sẽ di chuyển sang Tuyên Quang để cẩu máy sang Tuyên Quang để lắp cho
cho cái anh gì ở cái thôn Lưỡng Vượng. Lưỡng Vượng tức là hai lần Thịnh Vượng ấy. Đấy. Em sẽ lắp ở Tuyên Quang. Rất tuyệt vời vì anh em ở Tuyên Quang bây giờ các bạn ấy cũng rất là ủng hộ tôi. Các anh chị rất ủng hộ tôi về máy móc này. Các anh chị liên tục đặt máy của tôi trung bình mấy ngày từ Tết đến giờ cứ khoảng độ 3 đến 5 ngày là tôi lên đường một máy. 3 đến 5 ngày tôi lắp đặt một máy ở Tuyên Quang, Thái Nguyên rồi Sơn La, Lạng Sơn. Chơi cả. Năm nay các bạn ấy cũng có phần yêu mến tôi hơn. Bởi vì các bạn ấy qua những cái trải nghiệm thì các bạn ấy đây là giật là Lê Ngọc này. Anh vừa mở ra cho mọi người xem ấy thì cái bọt nó phòi ra kia thôi. Còn bình thường nó không ra nhiều như thế đâu. Nó chỉ ra một tẹo thôi. Đấy là có cái máng để nó hun, nó hồi lại rồi. Anh em đang thi công đường nước vào để cho nó tự động. Và bây giờ là tôi đang tạm thời dùng cái đường ống bằng màu xanh xanh này. Đấy để mở một hiệu giặt là đây này các bạn này. Sử dụng những chiếc máy 20 kg này. 20 kg của LG. Bắt một lần được 200. Đấy. Một chiếc máy 12 kg cũng của LG. Đấy. Và một chiếc máy 50 kg nhưng mà lồng ngang. Các bạn ạ, lồng ngang thì sạch hơn rất nhiều so với lồng đứng. Nếu lồng đứng mà các bạn cho đầy chăn vào ấy, đôi khi nó còn nguyên xà phòng ấy. Bởi vì nó chỉ quèo này thôi. Quay cái mâm bên dưới nó cũng quèo này thôi. Có khi cái chăn mà không đảo được lên. Giặt có một tiếng không sạch bằng cái máy lồng ngang này, giặt trong vòng 10 phút hay 5 phút ấy. 5 phút, 10 phút ở đây nó dơ cao lên nó đập. Buộc phải sạch. Buộc phải sạch. Chào bạn thiết bị giặt công nghiệp nhá. Chào bạn giặt là Lê Ngọc, chào anh Quang Viễn, chào bạn Kiên Đàm. Xin chào Lê Anh Tuấn rất tốt đấy. Lê Anh Tuấn còn hôm đầu năm cách đây khoảng độ 2 tuần còn bố trí thời gian lên hỗ trợ anh Trường. Biết anh Trường lên Lạng Sơn đi 40-50 cây lên hỗ trợ anh Trường khuân vác bê đấu nối nối. Tuyệt vời. Bạn ấy cũng đã bắt đầu làm được cái lò đốt, bạn Lê Anh Tuấn. Mà Lê Anh Tuấn thì mình khuyên bạn ấy là nên xử lý dùng cái máy đấy để sấy nông sản. Bởi vì tôi đã từng làm cái máy sấy nông sản rồi. Nhiệt độ thì rất tốt. Tuy nhiên thì mình không giả lập được ánh sáng của mặt trời ấy. Tôi không máu mê về nó cho nên là tôi không có giả lập ánh sáng mặt trời thôi. Chúng ta giả lập ánh sáng mặt trời thì đương nhiên là các cái nó sẽ được màu sắc của nông sản sẽ tươi đẹp thôi. Tôi đang xử lý chăn sông Hồng cho nó trắng phau ra. Lượng bọt tạo ra khá là nhiều. Nước ở đâu chảy đấy ba anh nhỉ? Anh Hùng nhỉ? Nước ở đâu đang chảy tè anh nhỉ? Không biết đâu. Chưa, không phải. Cái, bảo cái con bé nó khóa cửa khóa lại. Chắc nó chưa khóa sao? Ô, sao nước nó chảy ra nhiều thế nhỉ? Trào lên rồi à? Chưa. Em đoạn thì đấy là khóa rồi. Nó đang rè đâu nhỉ? Không, nước chảy ngoài đâu ấy. Không có đây. Cũng không thấy dòng chảy nhưng mà thấy cứ nghe thấy tè rè. Tôi sợ cái vòi này nó quật ra thì nó đổ vào cái linh kiện của chúng ta. Cho nên tôi ủ nó lại như này. Đấy. Tôi uống ủ lại như thế. Đặt những cái chân sông Hồng trắng này ấy, cho nhiều xà phòng u đánh ra bọt lên tận nóc. Chu Mạnh Sáng chắc tầm 4 gì đó là anh gửi cái lò đốt cho em nhá. Cảm ơn anh em vì hứng thú với cái lò đốt nhá. Và chúc mừng bạn là sẽ sấy được chăn với giá cực kỳ rẻ.
Mời các bạn ăn chuối với ăn cam. Tôi đã từ nãy giờ tất cả những vỏ chuối này là do tôi tạo nên. Bởi tôi thích ăn chuối. Chuối quá rẻ và nhiều kali. Chuối là người ta gọi chuối là quả thông minh các bạn ạ. Mà rất rẻ. Tôi không thích ăn táo tàu, cũng không thích ăn lê. Còn các bạn thì sao? Bây giờ thiếu đường nước vào đúng không anh? Không, bây giờ tạm thế đã đó anh ạ. Vâng, bây giờ tạm thế đã. Cấm nước vào tay tạm, sáng mai đầu nốt. Đây. Không, đang làm mà đang làm ở trên này. Ừ. Các bạn này giặt giặt loa đi. Giặt giặt chân đi. Cái giọng nói của tôi không hiểu tại sao mà trên các cái hội giặt là cũng thế, anh em biết đến tôi hay nhờ tôi để thu âm lắm. Tôi cứ nhảy các bạn này, tôi cứ nhảy này. Giặt giặt chân đi. Giặt giặt chân nào. Chân to chân nhỏ. Đệm ghế đệm giường. Mang đây khắc trường tôi giặt hết. 100.000 ba chân. Giặt sáng chiều lấy. Giặt chiều tối lấy. Giặt tối thì nửa đêm đắp hộ. Đấy. 100.000 ba chân. Đấy là tôi giặt là như thế. Giặt giặt chân nào. Chân bông to nhỏ. Đệm ghế đệm giường. Lói chân sông Hồng. Chân cổ vỏ nhung. 20 năm chưa giặt. Mang đây khắc trường giặt hết. Giặt hết bà con nhá. Nhưng mà khả năng máy này chưa thăng bằng rồi. Chưa thăng bằng anh ạ. Phải thăng bằng. Đúng rồi, mai phải đánh thăng bằng lại. Nó mới ảo ra kia. Em nhìn thấy thế rồi, nhưng mà cái đệm cao su em mang lên thì bạn ấy đem lại ném đi rồi. Thôi mai cắt cái mới. Không sao đâu. Không sao đâu anh, bạn ấy quét nhà sạch sẽ thế là tốt mà. Các bạn ạ, trong mọi tình huống thì mình vẫn khen người khác tốt thôi. Đúng không? Kể cả là ví dụ như hôm vừa rồi có cái bạn ăn cắp xe trước cửa nhà mình. Mình theo như quan điểm của mình, ăn cắp là một hành vi tốt. Bởi vì xã hội bao giờ nó cũng có, giống như cái rừng cây, hệ sinh thái bao giờ nó có cây to cây và cây nhỏ. Ở nơi đất ẩm, nơi đất không ẩm. Vậy thì những cây nhỏ chẳng nhẽ lại bảo nó là cây không tốt à? Nó ăn cắp cũng là một hành vi tốt mà. Tốt để cho công an người ta có việc làm chứ đúng không? Đấy, để người ta xử còn có bài học cho những người khác. Tôi xét về góc cạnh này, góc cạnh cộng kia vẫn có cái điểm tốt mà, đúng không? Rồi, bây giờ tôi lại quay sang kia để các bạn cùng xem cái máy giặt. Ui dồi, bọt nó phòi ra kìa. Đấy, tôi cho nó nhiều xà phòng quá chắc. Tôi cho nó nhiều xà phòng quá. Bây giờ ấy là mình phải ấn ếch, bởi vì là mình ngắt nước đi rồi nó không tự động được nữa. Nó không đo được là lượng nước đủ. Thời gian giặt thì thoải mái rồi, bây giờ ta ấn ếch để cho nó xả đi thôi. Đấy, nó xả đi. Ồ, các bạn thấy nó xả này đấy. Ấn ếch là nó tự xả đi các bạn xem này. Đây. Xả xong nó bắt các bạn nhá, xả xong là nó bắt đấy. Rồi, tôi phải đi có đôi dép này không thì. Nó chuẩn bị bắt đây anh ạ. Khi đạt được giới hạn về lượng nước là nó sẽ tự động chuyển sang trạng thái bắt. Đó. Động cơ bắt đầu quay. Động cơ bắt đầu tăng tốc dần. Động cơ đang bắt đầu tăng tốc dần. Các bạn xem này. Van xả đã bắt đầu được mở ra. Van xả khi mà động cơ tăng đến một mức độ nào đó thì van xả bắt đầu được mở ra. Đó. Van xả bắt đầu mở ra. Vừa nãy các bạn nhìn thấy nước không có bọt. Bây giờ tốc độ tăng cao. Vì tốc độ tăng cao cho nên là cái nước có xà phòng ấy nó đánh vào thùng ấy. Khi nó đánh vào thùng ấy thì nó tạo ra bọt. Rất nhiều bọt. Tốc độ đang cao đấy các bạn này. Tôi mở các bạn xem ngó tí này. Đấy. Đấy, tôi mở ra các bạn xem ngó tí. Đấy. Nó đang vắt đấy. Không sao đâu các bạn ạ, toàn inox thôi, không sợ gì đâu.
Đấy, với đây lại. Bây giờ thì bọt có mặt ở khắp mọi nơi. Một mẻ như này thường thường sẽ là 5 chăn to đại, đại nhất mà nơi các bạn tìm kiếm được nhé. Và chăn nhỏ hơn một tí thì 7 đến 8 chăn. Chăn càng nhỏ thì càng được nhiều. Giặt quần thì đôi khi giặt được khoảng độ 300 đến 700 chiếc. Ví dụ như là những chiếc quần con ấy. Các bạn không tin, các bạn không tin đúng không? Nghìn cái luôn. Chia các bạn thấy cho vui nhá. Các bạn bảo cái ông Trường này nói láo lắm. Không, nhưng mà cuộc sống nó cũng nên có lúc tếu táo để cho nó thêm rạng rỡ. Nói dối cũng là một cái rất là hay. Vừa đi chơi về cũng trở vào là nói dối là gì, khen vợ xinh quá chẳng hạn. Đấy là nói dối. Nói dối nhưng mà làm cho người khác vui thì cũng nên nói dối các bạn nhé. Đấy, bây giờ lượng nước ra không còn nám bao nhiêu, chỉ còn tí bọt thôi. Êm lắm các bạn ạ. Tiếng máy êm lắm, gần như chẳng có động tĩnh gì lắc lư của máy đâu. Với thiết kế khung vuông chân rộng ra như này. Đấy, theo cách tính của tôi thì những chiếc máy mà đổ bê tông ấy, những chiếc xe đổ bê tông thường nó vun muốn vươn lên trời cao ấy, thì nó cần phải có cái trọng tâm ổn định. Trọng tâm nó ổn định thì người ta dương những cái chân ra khắp mọi nơi. Và nhờ vậy người ta có thể đưa cái cần đổ lên xa. Thì đây tôi cũng thế, tôi làm những chân rất là rộng như này. Cho nên là trọng tâm nó rất là cân và vững vàng. Thôi tôi ấn nách thì cho nó nhanh. Tôi ấn nách thì cho nó nhanh. Còn 23 giây thôi nhưng mà nách cho nhanh. Đấy. Ông ơi, ông bảo con cái van nước kia phải. Cái vòi này áp lực nước nó bé quá các bạn ạ, nó nhỏ như giống như của là cái đuôi chuột này nè. Cái đuôi chuột cắm lọ mỡ, bé lắm. Thế là chắc phải 20 phút máy bắt đầu quay ạ, lâu lắm. Cho nên là tôi dừng livestream ở đây nhé. Thế nào lắp xong cái áp lực kia tự động ấy, thì tôi livestream, sáng mai tôi livestream lại các bạn xem. Các bạn nào mà hứng thú với đề tài này thì cùng chia sẻ với tôi. Chúng ta cùng giao lưu nhé. Rồi bây giờ lại mời các bạn ăn cam ăn chuối tiếp nào. À, chào chị Đặng Hồng nhá. Năm nay nhiều khách đặt máy thì không kịp giặt nữa chị Hồng ạ. Không kịp giặt. Hôm qua đi có một tiếng thu đầy một xe chăn lăng, xe ba bánh mà đầy lên tận ngọn ấy. Nhiều lắm. Các anh các chị ủng hộ em, gọi em đến giặt nhưng mà em không kịp đến lấy, mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Hoặc là cho có những người mang đến nhưng mà họ lại hỏi là chú không giả chăn chị à, em bảo em không biết thì cũng thông cảm, bởi vì đầu óc nó treo lơ lửng trên cành cây ấy. Lúc thì bạn A ở phương trời xa hỏi anh ơi điều khiển nó thế nào, anh ơi làm thế nào để chỉ vắt không thôi. Thế là lại bắt đầu quay sang mà màn hình ấn nách nách, ấn vào bánh răng vài lần, ấn nách 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 nách, ví dụ như vậy. Thì đôi khi cứ đang làm việc này lại quên việc khác ấy, thì mong mọi người thông cảm. Vâng, giờ thì em xin kết thúc phần livestream ở đây nha. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Bye bye.